Từ lúc lên đây tới giờ thì thầy bác tập chiến thuật thì cho cả người cũ và người mới tập trung. Thì cái thứ nhất là để cho những cầu thủ cũ nhắc nhở những cầu thủ mới. Và cái thứ hai là thầy cũng lên sơ đồ chiến thuật trên màn ảnh để các cầu thủ mới được để biết và để làm theo. Vâng, thì những buổi tập gần đây thì thầy hay tập chiến thuật phòng ngự, di chuyển cả đội hình thì có cả người mới đi trước và người cũ hay đứng sau và nhìn theo để làm. Vâng, thì em được bố trí đá lệch phải. Vâng, thì ngồi chơi chân ra thì em vì cái điểm mạnh của em nữa là phán đoán tình huống và em nhưng mà em cũng hiểu được chiến thuật nhanh hơn. Vâng, thì khó khăn nhất của em thì đúng là đợt 2018 em vừa lên thì nó từ sơ đồ 4 trung vệ qua 2 trung vệ qua 3 trung vệ thì em có gặp khó khăn, nhưng mà sau cái đợt tập trung 2018 đến giờ thì đến bây giờ em đã hiểu nhiều hơn. Em bắt đầu thích nghi được với sơ đồ mới của thầy Bắc. Khó khăn nhất của em đó là khi đá Quảng Ninh thì chỉ có hai người bọc lót qua lại ở giữa, còn bây giờ em phải đá lệch qua phải rồi lệch qua sang hẳn một bên. Em nghĩ đó là cái khó khăn nhất. Ok, xong rồi đó. Mình đoàn rồi.